chân em cất lời tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên hu 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 ha 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 ha. Cô nghe điện thoại đi. Dạ. Alo. Anh yêu, hôm qua anh nói cho em điện thoại, xin lỗi anh ấy. Anh đang nói chuyện với ba. Anh đang bị ba anh cạo đầu nè. Không biết đâu, hôm qua anh hứa rồi mà. Không được đâu, đang căng thẳng lắm. Mặc kệ, có liền đó nha. Ừ. Ừ, em sửa soạn đi. Để quên mà có ai đến đâu. Ừ, 15 phút nữa anh sẽ tới đón em, rồi chở em đi mua điện thoại di động luôn. Ừ, vậy ha.